Xin sư giải thích rõ về giới luật trong hành thiền, vì lâu nay con có nghiên cứu và tìm hiểu thì người có giới mới sinh định, có định mới sinh tuệ. Nhưng con đọc trong một bài viết, xin sư hoan hỷ xem link dưới đây. Trong bài viết có nhận định ngược lại về vấn đề giới định tuệ trong hành thiền, xin sư hoan hỷ giải đáp cho con. Đó. Rồi. Thì vị này đó gọi là giới cái trong cái bài viết này nhé, Phật trang Phật học pháp học chấm nét, giới là sản phẩm của việc thực hành pháp, tức là quan sát sự thật. Có trí tuệ thì tự dưng có giới và luật chuẩn, luật quy định. Luật là quy định của một tổ chức để việc thực hành có nề nếp hơn, có thể thay đổi tùy theo tình hình xã hội hiện tại, thời đại. Luật giúp cho việc tổ chức tập thể nghiêm túc hơn để thực hành pháp tốt hơn, nhưng luật có thể thay đổi sao phù hợp, chứ không phải ở đâu khi nào cũng có cái luật đó, cũng đúng cái luật đó. Vậy quan điểm giới định tuệ là quan điểm không hoàn toàn đúng. Xin thưa với quý vị đó, sư chỉ có một lời đề nghị thôi, là làm ơn làm phước học thanh tịnh đạo giùm sư, làm ơn làm phước học thanh tịnh đạo giùm sư nha. Chứ còn bây giờ mà nói thì không biết nói cho tới chừng nào. Đây. Làm ơn học giùm. Cái lớp thanh tịnh đạo thì cũng may là bây giờ hiện tại có hai bài, bài 1 và bài 2. Nhưng mà bài 2 á, quý vị xem cái phần bài 2 giới thiệu về giới. Chỉ như vậy thôi. Để quý vị hiểu á, giới là cái gì. Chúng ta học á, thì chúng ta phải căn cứ, một là căn cứ Pali, hai là căn cứ kinh tạng. Chứ còn mình cứ gọi là mạnh cha nào cha nấy phân ra thì nó banh chành cái đạo, nó không còn cái gì hết. Thành ra là bây giờ sư không muốn định nghĩa về giới nữa, sư không muốn định nghĩa nữa. Tại vì mệt quá rồi, mệt quá rồi. Cái kiểu này sư mệt quá rồi. Làm ơn làm phước nghe cái thanh tịnh đạo phân tích về giới của sư đi nha. Mà không biết vấn đề này thì sư chánh tâm có gọi là có đủ kham nhẫn từ tâm để cho mọi người hiểu về vấn đề này hay không? Theo nghiệp, À, do thưa quý vậy vị sẽ là không có tình. cái link này chúng tôi đọc rồi. Cái nhận định đầu tiên của chúng tôi là Trạng không có căn cứ, có nghĩa là cái bài viết không dựa vào tạng, không dựa vào kinh, không dựa vào luật, không dựa vào Pali, nói tri kiến không. Thì tri kiến riêng của mình thì cái này quý vị phan hay tin tưởng, tại vì là nguyên cái tạng luật đó, nguyên cái bộ luật, nguyên cái tạng luật, nguyên cái quyển thanh tịnh đạo rồi Pali này nọ không có gì hết, thì lấy cái gì để chúng tôi tin rằng cái đó đúng? Một cái bánh là cái bánh, nửa cái bánh là nửa cái bánh, nhưng mà nửa cái sự thật á không phải là sự thật. Cái vấn đề mà quý vị đọc ở đâu về về luật rồi quý vị hỏi vi sư là đúng hay không, thì cái gì để dựa vào đó là nguyên bộ tạng luật. Cái bài viết hoàn toàn không có nhắc đến cái gì là trong luật Đức Phật dạy cái gì, không có lấy luật ra để tạng kinh tạng lấy tạng luật ra để làm kiểm chứng, mà cũng không lấy gì trong lãnh tịnh đạo cả, chỉ nói vậy thôi. Đó là một cái vấn đề mà quý vị phải hiểu là vì đó cái vị viết cái bài đó đã trình bày cho ta cái tư kiến riêng của mình, chứ không phải đó là giới luật của Đức Phật. Thì khi mà nói về tư kiến riêng á, thì quý vị nói ai cũng nói được hết, có người thì nói như vậy, có người thôi nói như vậy, có người thì nói là giữ giới phải tự nhiên nó mới là giới này nọ đồ, giới mà giữ ép buộc là không phải giới, thua rồi. Kinh điển nào trong kinh tạng luật, trong tạng luật chỗ nào, trong bộ tạng luật chỗ nào Đức Phật thì nói cái đó quý vị phải biết. Chứ còn mà mình nói khơi khơi, mình nói bình thường, mình nói khơi khơi rồi nó không có dẫn chứng gì hết trơn, thì cái quý vị thuyết phục cái người trí nó khó lắm. Chỉ có những người người ta ít hoặc là chưa tìm hiểu tạng luật thì người ta sẽ dễ dàng người ta bị đánh lừa. Với chúng tôi ấy, thì nhìn vô là thấy
không có được rồi. Chưa nghĩ tới đúng sai. Cái đầu tiên chúng tôi nghĩ là không có một cái dẫn chứng nào về kinh điển ở trong đó cả, về luật cả chả. Một cái dẫn chứng về luật không có thì hỏi chứ nguyên cái tạng luật Đức Phật ngài làm ra để làm cái gì? Thì chế định ra nguyên cái tạng luật để làm cái gì? Mà khi mà nói tới luật mà không đụng tới tạng luật, không đụng tới Pali, thì cái tài liệu đó hết 50% là không có tin tưởng được, bởi vì nó không có cái nguồn. Còn ở đây á, quý vị nói là đâu mất rồi, thì trong cái bài viết, cái câu hỏi này nó đã có sẵn rồi nè. Trong bài viết này nhận định đi ngược với giới định tuệ trong hành thiền, cái ông, cái người viết cái câu hỏi này cũng biết rồi nè. Thì tóm lại á, khi mà một cái tài liệu nào quý vị nhìn vô gì thì không thấy kinh điển, không thấy là chú thích đây là nhắc tới cái đoạn kinh nào trong bài kinh nào, hoặc là nhắc tới luật nào trong bộ luật nào, trong tạng nào, trong bộ nào của cái tạng luật, nhắc tới cái chỗ nào trong tạng phí thăm má, thì cái tài liệu đó là tài liệu không đáng tin tưởng. Khi mà chúng tôi đọc cái sách á, sách của các vị viết á, trong cái đoạn đó nhắc đến cái đoạn kinh đó, trong cái tờ, cái trang giấy đó, trong cái cuốn sách nhắc đến cái đoạn kinh đó, là chúng tôi còn phải cẩn thận là móc cái đoạn kinh đó trong Pali, trong tạng luật ra, trong tạng ra coi coi cái vị trích đó có trích đúng hay không. Người ta trích rồi đó mà mình còn phải nhòm lại cái nữa để biết an tâm. Quý vị học kinh á, học giáo pháp á, quý vị không có cái sự an tâm được. Có những vị trưởng lão á, các vị viết sách hay là các vị giảng pháp á, năm này tháng nào họ, các vị luôn luôn đứng ở cái góc nhìn là lấy kinh điển làm trọng. Trường hợp như Sư Ba Giác Giới, Thượng Tọa Giác Giới, khi mà chúng tôi đọc tài liệu của Sư Ba Giác Giới là tự nhiên cái sự an tâm nó có, tại vì cuộc đời Sư Ba là Sư Ba cứ lấy dành lấy luật ra, lấy giới, lấy định ra, lấy kinh tạng ra không à. Sư Ba chưa bao giờ thấy Sư Ba lấy cái gì ở ngoài. Khi mà đọc tài liệu của Sư Ba tự nhiên nó cảm thấy sự an tâm đi. Còn á, quý vị đọc cái link này tôi không có thấy cái sự an tâm, bởi vì không có một miếng gì là trích từ kinh cả, thì nó là thua rồi, không thể nào lấy cái nó làm một cái gì để mà mình tu được cả. Thì xin kết thúc câu hỏi đây. Quý vị quan hỷ ha, tại vì cái tai nghe thì cái tai nghe này nó lại có một cái gọi là cái cảm ứng, cái chức năng á, là khi mà sư cắm cái tai nghe vào á, tại vì bình thường khi mà sư không nói được thì gỡ ra để nó không quen, nhưng mà khi mà sư cắm vào á thì nó cảm ứng và nó sẽ tự nó play cái YouTube. Thì do có một cái câu hỏi mà hỏi về những cái video trên YouTube á, thì sư tắt và sư bấm ngưng rồi. Nhưng mà khi bấm đeo đầu vào lại, mặc dù không mở trang đó và nó vẫn phát lại như cũ, và bây giờ sư vừa mới tắt, cho nên quý vị hoan hỷ ha. Đó, lý dạ, gọi là sư giải thích tại sao hồi nãy mà quý vị vừa nghe có âm thanh của từ cái nguồn khác là như vậy. Rồi bây giờ